Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về Level 998 Zenith, Level 998 Survival Difficulty, Class 5 Unsafe, Unsecure, Entity Infestation. Level 998 là level thứ 999 của The Bike Room. Level 998 có một khu vực ở trung tâm, có hình tròn và có bán kính khoảng 100 dặm. Mặt đất ở khu vực trung tâm là những hình ảnh lặp đi lặp lại của những đám mây có kết cấu bằng bê tông mịn được sơn phủ bên ngoài. Bầu trời của level này cũng là những hình ảnh tĩnh của các đám mây. Bố cục của level hoàn toàn phẳng lì và bao gồm 3 khu vực. Phù hợp với cả 3 khu vực, khi bạn tiến xa hơn vào level 998, kết cấu của một đám mây hình vuông sẽ xuất hiện ngay trước mặt bạn và ngay lập tức biến mất sau lưng bạn. Đây được gọi là hiệu ứng rendering. Và giờ chúng ta sẽ đến với các khu vực trong level 998. Đầu tiên đó chính là khu vực 1. Khu vực 1 có mặt đất và bầu trời là các hình ảnh lặp lại của các đám mây và hoàn toàn không có thực thể. Vậy nên nó được coi là một khu vực an toàn và có bán kính rộng khoảng 50 dặm vuông. Đây là khu vực mà những người lang thang sẽ bước chân tới đầu tiên nếu họ đến level 998. Khu vực thứ hai có hình ảnh tương tự với các đám mây lặp lại nhưng tối hơn nhiều. Những đám mây sẽ có màu xám đen, bầu trời sẽ chuyển sang một hình ảnh tương tự như những đám mây đen. Khu vực này là một vòng tròn dày 25 dặm bao quanh khu vực 1 và có rất nhiều thực thể nguy hiểm. Hàng đám các thực thể như thực thể số 3, Smiler, thực thể số 10, Skin Stealer, thực thể số 8, Hound, thực thể số 15, Greg, thực thể số 67, Partygoer và nhiều thực thể khác sẽ tấn công liên tục và với một số lượng áp đảo. Đáng chú ý nhất, các thực thể đáng ra chỉ tồn tại duy nhất một bản thể, chẳng hạn như thực thể số 99, The Game Master và thực thể số 33, The King sẽ có thể xuất hiện cùng với các thực thể khác, thường là một bản sao. Hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến thảm sát nếu bạn dám cố gắng đến khu vực này. Khi bạn đã vượt qua mốc 25 dặm thì bạn sẽ đến được khu vực 3. Khu vực 3 bằng phẳng giống như các khu vực trước đó, nhưng bầu trời và mặt đất sẽ trở nên đen kịt. Bạn sẽ chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của chính mình, vẫn có thể quay lại khu vực 2 và khu vực 1 bằng cách quay đầu đi trở lại. Khám phá xa hơn vào thời điểm này không được xem là một ý tưởng hay. Được rồi, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video. Đó chính là lối vào và lối ra của level 998. Sẽ có một cánh cửa màu trắng dẫn đến một chiếc cầu thang. Cầu thang này bạn sẽ phải đi lên trong một thời gian dài. Cuối cùng nó sẽ dẫn bạn đến một căn phòng nhỏ có một cái cửa. Việc mở cánh cửa ra sẽ dẫn bạn thẳng đến level 998. Vị trí của cánh cửa màu trắng này có thể thay đổi, nhưng nó có thể được tìm thấy ở các level dưới 500. Rời khỏi level 998 bằng cách quay trở lại như cách bạn đã đến, tức là quay trở lại cánh cửa mà bạn đã dùng để đến được level 998. Tuy nhiên, việc dùng cánh cửa mà bạn đã dùng để đến level 998 là cực kỳ rủi ro, vậy nên chúng ta sẽ thử một cách khác. Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng một lối thoát khác. Để bắt đầu, hãy đi thẳng về phía trước theo bất kỳ hướng từ lối nào. Mang theo một số loại vũ khí để phòng thân nếu bạn vào khu vực 2, bạn sẽ phải chiến đấu với hàng trăm thực thể. Nếu đám thực thể này quá nhiều để bạn xử lý, hãy quay lại và bỏ chạy. Khi bạn vượt qua khu vực 2 và đã đến được khu vực 3, hãy tiếp tục đi bộ, không được mang bất kỳ vật dụng nào vào khu vực 3, hãy bỏ lại chúng. Đi bộ cho đến khi nào bạn cảm thấy mình sẽ chết nếu tiếp tục đi thêm nữa. Một khi bạn cuối cùng không chống chọi được với tình trạng kiệt sức, đói khát hoặc mất nước, bạn sẽ thức dậy ở level 999. Mong Chúa sẽ cứu bạn nếu bạn chọn con đường này, bởi vì một khi bạn đã chọn con đường này rồi, thì bây giờ đã quá muộn để có thể quay trở lại rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.